Bây giờ ít cái ổ còn chút xíu. Thôi mời mọi người ăn bánh mì nha. Rồi, ok, no bụng rồi bà con ơi. Giờ mình bắt tay vào công việc nha. Rồi, qua đây quay đi. Đây mình chơi nguyên cái dàn đầu nghề của mình lại hết luôn. Sáng bữa nay mình giải thích tại sao mà mình xài gen 110 mà xài lồng ghim đầu bằng nha. Tại có nhiều anh em bình luận cho mình cái clip trước á, sẵn mình nói luôn. Gen 110 mình vớt búa lại, mình thay cái tay ghim qua, mình thun tay lại. Thì thường thì gen 110 á, mình gắn vô cái nòng 69, nòng ghim 69, mình bỏ cái tay ghim qua thì nó sẽ lú đầu. Thì thay thế gì nó lú đầu á thì mình canh theo tùy theo cái máy, chứ mình canh tùy theo chủ xe nó nha, chứ không phải cái máy nào mình cũng làm y cái cấu hình hết nha mọi người. Mỗi một cái máy là mình làm theo cái mỗi một cái cấu hình khác. Chẳng hạn như cái xe này thì mình vẫn xài bê tông bằng mặt nha, bê tông bằng mặt. Bít tông nó bằng mặt như là bít tông zin luôn, nhưng mà mình móc mắt nhẹ là còn cái dên á. Nếu mà mình gắn cái tay ghim vô á thì nó sẽ lú đầu, nó sẽ lú đầu bít tông. Thì mình hung lại nha, mình hung lại cho nó bằng mặt nha. Thì cái tay hung này là bên mình làm. Thì có nhiều anh em không chỗ nào nhiều, có nhiều chỗ thì biết, có nhiều chỗ không biết. Có nhiều anh em hỏi mình á, tay hung là làm sao, thì bữa nay mình nói hết cho anh em hiểu luôn nha. Mình thun ngắn lại để cho vừa với cái cự ly mà chế bê tông mình nó khỏi lú đầu. Cái nguyên nhân sao mà mình không cho lú đầu là tại vì là cái máy này á là mình chỉ làm nhẹ, làm cho mình làm theo yêu cầu của chú xe là chảo đầu mình giữ nguyên, súp bắp mình giữ súp bắp zin, thì mình sẽ không cho lú đầu. Nếu mà nó lú đầu á thì mình sẽ móc chảo, mình sẽ thay chiếc bóp. Thì tùy theo cái máy mình đi, chẳng hạn như cái máy Alpha bên đây thì mình làm cho nó lú đầu, lú đầu thì mình móc chảo. Thì nói chung thì bài bên mình, bài 110 nó rất là nhiều bài, nó rất là nhiều bài vô, nó rất là nhiều bài. Thì mình
mình làm theo cái bài cho nó tròn với cái máy, mình làm theo yêu cầu của chủ xe nữa. Ví dụ như chủ xe kêu mình làm nhẹ thì có tốc độ nhẹ, cho nhẹ xe thì mình làm theo cái bài nhẹ xe. Còn có nhiều anh em mà muốn làm tốc độ mạnh hơn nữa thì mình cho nó lú đầu, mình cho nó lú đầu nha. Thì tùy theo bài mình đi, chứ không phải là cái bài nào mình cũng đi theo cái cấu hình đó hết. Tùy theo bài mình đi nha. Chứ tùy theo mà những anh mình đi theo, tùy theo chủ xe nữa. Rồi thì thôi cho mình nói vậy nha. Rồi còn mấy cái tay này nè, nếu mà anh em nào muốn xài, ví dụ muốn xài mà anh em thợ để muốn xài á, thì anh em cứ alo cho mình. Mình đặt mình sẽ làm cho. Mình sẽ làm, mình gửi cho anh em. Mấy cái bài này đi rất là tốt, rất là bền. Mấy cái bài này cũng như xe zin, không có không có làm gì nhiều hết. Nhưng mà tốc độ đi rất là đạt nha. Còn cam thì mình đi cam 7.2. Có nhiều anh em đi cam 6.5, 6.9. Thì tùy theo thợ làm nha. Đây cam mình bỏ ra đây sẵn rồi. Cam 7.2 thì mình đi cái cam 7.2 á, mình móc mắt nhẹ. Đó, móc mắt nhẹ. Rồi thôi để mình gắp cái máy này vô nha. Rồi đây sẵn mình quay sơ lược cái máy này cho anh chủ xe xem luôn. Đây. Rồi, máy thì bên anh em rửa sạch sẽ nha. Còn bên đây thì cái lốc này nó quá bèo rồi. Đây, lốc thì bên đây cũng rửa sạch sẽ nha. Mà lốc này thì nó bèo quá rồi. Semi nó bị tuôn quá nhiều rồi nghe anh chú xe. Tại thợ cũ, anh thợ cũ làm sao mình không biết nha. Quá trời, semi là đóng 4-5 cái luôn. Rồi thôi mời mọi người xem mình gắp máy luôn nha. Chắc có lẽ là mình sẽ tua nhanh nha. Mình sẽ tua nhanh. Rồi đến khi nào mà nổ máy rồi mình sẽ chậm lại để cho mọi người cảm nhận tiếng máy nha. We'll be right back.
Rồi ok, xong một em super game nha bà con. Rồi để mình lên máy xe này. Lên máy xe này xong rồi tới mình gáp tới cái máy này. Rồi qua tới khâu bình xăng, mình để mình rửa cái bình xăng này cho sạch sẽ một cái, quá dơ rồi, quá đen rồi anh chú xe. Cái này lâu năm lắm rồi nè, không rửa nè. Rồi để mình tháo ra, mình rửa sạch sẽ xong rồi mình lên máy rồi mình nổ máy nha. Rồi sạch sẽ 4mm nha. Đây thấy nó đơn giản cho mình, cái công đoạn mình rửa rất là cực nha mọi người. Để có nhiều anh em nhờ mình trên coi kênh YouTube của mình, nhờ mình chỉ cái cách rửa. Để có dịp rảnh Phố sẽ quay cái clip rửa mấy cái bình xăng nè, thì gửi đến bà con xem, rồi sẵn mọi người áp dụng luôn nha. Đây rửa cho rất là sạch nha mọi người. Chín mươi phần trăm nha, chứ mình không dám nói sạch 100% nha, 90% thôi nghe bà con là đủ xài rồi nha. Rồi mình nổ máy cho mọi người nghe tiếng máy luôn nha, sẵn quay cho mọi người xem luôn nguyên nhân tại sao mà mình không lên cháy bê tông đầu cao, mình không móc chảo, mình không đi xúc bắp lớn là nguyên nhân tại sao. Đây chiếc xe này là chiếc xe zin, thì nói chung là chơi không có sợ mắc zin rồi, nhưng mà xe này có người lớn tuổi chạy nữa, nghĩa là xe này xe gia đình, thì ông anh ông đưa cho mình làm, nhưng mà anh kêu là làm không có móc bô, giữ bô zin, thì có ba anh chạy nữa, gia đình anh chạy nữa thì không có cho nổ. Thì đây đó, cái lỗ bô nhỏ xíu luôn nha, lỗ bô nhỏ xíu luôn, bởi vì là mình không có làm cái bê tông đầu cao, không có làm lồi, mình chỉ ăn gian cái dân lên thôi, mình canh cái dần hơi cho nó thoáng thôi, nhưng mà xe đi rất là đạt nha. Còn mấy cái bài mà mình làm thì thường mấy cái bài này thì mình móc cái bô hơi ra nha mọi người, móc bô hơi ra thì tùy theo người chạy nha, người thì phái tốc độ, còn người thì phái nhẹ xe giọt chút xíu, thì mình làm tùy theo bài, chứ không có bài nào giống bài nào hết trơn nha. Xe này, chiếc xe này là đậu lâu lắm rồi mới đem cho mình, bình nó cũng muốn hư luôn rồi, thôi mình nổ máy nha, chứ mình đậu hởm gài nó cũng lâu rồi. Đây mọi người nghe tiếng máy cảm nhận nha. Cái này mình quay thì mọi người xem thì bà con là không trong nghề chắc không có cảm nhận được cái tiếng máy đâu, nhưng mà máy rất là ấm. Còn những anh em trong nghề thì nghe tiếng máy cảm nhận nha, lúc mà mình lên á, nó có nghĩa là cái máy nó nhanh, nó rất là nhanh, hậu nó rất là gống cái máy nha. Thì để mình nổ máy lại cho mọi người xem nha. Máy cái lắm nha mọi người.
xe này mình gấp trong thời gian qua rồi, mình có nổ lô đai nhẹ, để bữa nay mình gạt thử một vài cái cho mọi người nghe tiếng máy, rồi mọi người nghe tiếng máy cảm nhận nha. Còn cái máy này thì anh chủ xe cảm nhận luôn nha. Hôm bữa là giao cho em là máy rất là đẹp, rất là vàng, đây từ bình xăng tới cái đầu, còn mình làm như gì là hết khả năng của em nha. Rồi rồi thôi, chắc clip thì cố làm thì cũng có hơi khá dài này. Có tính quay clip đó nổ máy cho mọi người xem luôn, nhưng mà nó hơi bị dài rồi, mình không có nếu nó dài quá thì lúc mà mình làm phim ra thì rất là lâu, mình cũng không có thời gian nữa. Rồi chắc clip này cố xin kết thúc tới đây nha mọi người. Thì có bà con mà muốn làm xe hay tư vấn gì đó thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho mình nha. Cái địa chỉ của mình có để đầu video của mọi người, để đầu video thì số điện thoại của mình á, Zalo có để ở trên cái video luôn nha. Mọi người có cần gì thì cứ gọi trực tiếp cho mình nha. Còn có nhiều khi mọi người có nhiều anh em bà con mình lẫn trong phố á cũng không trả lời được á, thì cũng mong mọi người thông cảm nha, chứ không phải là khi dễ hay là xin chào mấy nàng nha, hẹn mọi người video, gặp mọi người video tiếp theo nha.